Tử vi tuổi Mão năm 2024, thời chưa tới, mèo cứ vành râu chờ đợi là thượng sách. Tử vi tuổi Mão 2024 nhận định, Giáp Thìn là một năm dễ thở hơn so với 2023 nhưng vẫn tiềm tàng nhiều khó khăn, thách thức với đương số. Tuổi Mão năm 2024 bao nhiêu tuổi? Tuổi Mão thuộc 12 con giáp trong hệ thống lịch Kanchi của Trung Quốc. Để biết được người tuổi Mão bao nhiêu tuổi vào năm 2024, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây. Vận hạn của người tuổi Mão năm 2024. Năm 2024 sẽ mang đến một loạt thách thức và cơ hội hấp dẫn cho người tuổi Mão. Theo tử vi, bạn sẽ phải đối diện với nhiều biến động và thay đổi đáng kể trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Mão nam mạng 2024. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, một năm mang mệnh hỏa, phú đăng hỏa với lửa đèn to. Trong năm 2024, nam tuổi Mão có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong vấn đề tình cảm. Được ủng hộ từ ông bà tổ tiên, mọi dự định và khao khát của họ đều được thực hiện dễ dàng. Sức khỏe cải thiện, vấn đề bệnh tật hồi phục nhanh và tài chính ổn định hơn. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, một năm mang mệnh hỏa, phú đăng hỏa với lửa đèn to. Trong năm 2024, nam tuổi Mão có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong vấn đề tình cảm. Được ủng hộ từ ông bà tổ tiên, mọi dự định và khao khát của họ đều được thực hiện dễ dàng. Sức khỏe cải thiện, vấn đề bệnh tật hồi phục nhanh và tài chính ổn định hơn. Tử vi tuổi Mão nữ mạng 2024. Năm nay, nữ tuổi Mão trải qua một năm bình thường, mặc dù mục tiêu đặt ra trong công việc và kinh doanh vẫn chưa đạt được như mong muốn, nhưng họ sẽ có tin vui đến từ gia đình. Về tài chính, mọi thứ ổn định và không gặp nhiều khó khăn. Luận giải tử vi tuổi Mão năm 2024. Tử vi tuổi Mão 2024 dự báo những gì về đường công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và đường tình duyên của họ? Tìm hiểu dưới đây. Công danh và sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Mão năm 2024 vừa kết thúc những rắc rối của năm tuổi Quý Mão 2023. Những tưởng năm mới bước sang sẽ mở ra những bước phát triển mới, song rất tiếc khi Giáp Thìn tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách nữa của con giáp này. Vận thế vẫn chưa ổn định. Đây là năm Mão chịu tác động của cục diện hại thái tuế, lại có hung tinh trực phù án ngữ. Công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. Nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi, chưa phù hợp ở thời điểm này. Vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, con giáp này cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn. Tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn, cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm. Không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Nhìn chung bạn nên tĩnh thay vì động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Năm nay có cả thương quan tác động, người tuổi Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc, có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, nghèo nàn ý tưởng. Đặc biệt, nếu đó là việc liên quan đến một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty đu sai sót cá nhân. Nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng, ngồi tù. Có những thời điểm công việc khó khăn chồng chất, bế tắc trong thời gian dài khiến đương số mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời chấn chỉnh tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực đó, lúc này thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng được nhắc nhở cần đề phòng những kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh mình. Con giáp này có thể phải đối mặt với sự ghen tị và áp bức từ đồng nghiệp, điều này có thể dẫn đến tình thế khó xử trong công ty. Trong trường hợp này, bạn cần xử lý tốt mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong tập thể sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của bạn. Tuy nhiên, khoảng nửa cuối năm, điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Có thể thăng tiến một chút trong sự nghiệp, nhưng đừng quên bản thân bạn vẫn đóng vai trò quyết định. Cụ thể, giữa hàng loạt những tác động xấu của vận khí như vậy, vận trình tuổi Mão vẫn có điểm sáng nhờ nhận được sự giúp đỡ của các tinh Thái Dương. Sao Tốt Thái Dương đặc biệt có lợi cho nam mệnh, hoặc dự báo tuổi Mão có khả năng được những nam lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nam thân thiện và có năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, mà hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên. Tránh giấu dốt. Nếu bạn mới bắt đầu một công việc mới, bạn phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến. Đừng suốt ngày phàn nàn cho dù điều kiện thực tế không như bạn mong muốn. Chúng ta phải nhận ra những khuyết điểm của mình,
đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và từ đó giữ vững vị thế, tạo tiền đề phát triển cho tương lai. Tài lộc. Về phương diện tài lộc, năm 2024 tuổi Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài chiếu mệnh nên tiền bạc thất thoát khá nhiều. Thu chẳng được là bao mà chi thì như muối bỏ biển. Trong năm nay, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười nên bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Năm nay bản mệnh Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình, khối tài sản mà Mão có thể có được trong vòng một năm là điều mà ai cũng phải ghen tị. Nhưng tầm nhìn của bạn có phần hạn chế, nóng nảy do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay. Thường thường chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ trước mắt, bỏ qua những tiềm năng về lâu dài. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bạn có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền nhưng lại chính tay mình hủy hoại nó. Năm 2024 cũng sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung trên toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt hay những yếu tố chưa xác định khác. Người tuổi Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, có nhiều thời điểm, thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm nhiều thứ hào nhoáng của Mão cũng rất đáng báo động. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Vận đen còn theo gót tuổi Mão khi trong năm Giáp Thìn bạn còn có nguy cơ mất hoặc làm rơi đồ có giá trị, đó là một tổn thất rất lớn. Nếu bạn có ý định mua các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản thì phải đặt sự an toàn, ổn định lên hàng đầu và không được mơ làm giàu chỉ sau một đêm. Sẽ chẳng có miếng bánh ngọt miễn phí nào từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, không nên đầu tư mạo hiểm hoặc chạy theo xu hướng, đam mê đỏ đen đánh bạc cho người khác vay tiền trong năm nay. Nếu không số tiền đầu tư hoặc cho vay có thể không thu hồi được. Hãy nhớ thói quen quản lý tài chính tốt là nền tảng cho sự giàu có ổn định, vì vậy bạn nên kiểm soát chi tiêu hợp lý. Đầu tư an toàn, tránh lãng phí quá mức, nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm để không cảm thấy thiếu thốn khi cần dùng đến tiền. Sức khỏe. Tử vi tuổi Mão năm 2024 nhận định, về mặt sức khỏe, mệnh chủ được nhắc nhở nên cẩn thận trước những mối nguy hại đu hung tinh tác động. Dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể xảy đến với bạn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, để sức đề kháng và khả năng miễn dịch mạnh mẽ hơn, đó là bí quyết để đẩy lui mọi bệnh tật. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần nên được chú ý chăm sóc trong năm nay. Áp lực từ công việc, tiền bạc hay những muộn phiền về tình cảm có thể khiến bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ, rất dễ rơi vào tình trạng lao lực, nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, bạn nên tìm một phương pháp tập luyện phù hợp với mình. Cường độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình bị thương về xương cốt và có thể phải nằm trên giường lâu dài. Người Mão có thói quen lái xe nên chú ý lái xe an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông. Một số người tuổi Mão khi làm việc ngoài trời phải nâng cao nhận thức về an toàn, cẩn thận bị ngã, chảy máu khi làm việc, hoặc bị thương khi sử dụng các vật sắc nhọn, nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, ngoài việc chú ý đến những thay đổi về thể chất của bản thân trong năm nay, bạn cũng nên quan sát kỹ vấn đề sức khỏe của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già đang ốm đau và trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Tình duyên. Bước sang năm 2024, trong đời sống tình cảm, người tuổi Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế. Các mối quan hệ xấu đi, tình yêu lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Hung tinh trực phù cũng khiến tâm tình của bạn dễ trở nên cáu kỉnh, đa nghi. Đó là lý do niềm tin trong mối quan hệ của các cặp đôi tuổi Mão sẽ được thử thách trong năm Giáp Thìn này. Khi có vấn đề nảy sinh, bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Thay vào đó, bạn thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình yêu. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa hai bạn, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức, bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở trẻ em.
Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong năm nay, người tuổi Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh. Gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh. Nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới, song năm nay nhờ có sự thuyết phục của một ai đó. Bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. Nếu có cơ hội gặp gỡ người mới, bạn nên để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Đặc biệt, cẩn thận đừng để bị vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa, hãy để thời gian chứng minh sự chân thành của đối phương. Đồng thời, hãy luôn độc lập và tự tin, đừng đánh mất bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Một số người đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe nên rất khó tìm được người hoàn toàn phù hợp. Sự thật là chẳng ai có thể mang những đặc điểm giống hệt với người yêu trong mộng mà bạn luôn mường tượng. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm.